Sát khí gây ra tai nạn và vận rủi cho gia chủ kém may mắn. Sát khí rất nguy hiểm, nếu không để ý đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi sát khí trong nhà, bạn sẽ không hiểu được nguyên nhân tại sao vận rủi lại xảy đến cho những người sống trong khu vực đó. Sát khí mang đến vận hạn rất xấu, thậm chí còn gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Nếu biết cách hóa giải sát khí, cuộc sống của bạn sẽ ít tai nạn và được an vui hơn. Vì vậy, bạn nên sử dụng bảng bên dưới, kiểm tra hướng đối diện của ngôi nhà mình rồi nhìn vào cột thứ ba, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để hóa giải sát khí trong khu vực bị ảnh hưởng. Năng lượng chết tạo ra hội chúng thất bại. Năng lượng chết mang đến những điều cực kỳ xui xẻo. Dựa vào công thức tính quái số, bạn có thể xác định được khu vực có năng lượng chết trong nhà do bị ảnh hưởng bởi năng lượng khí mang vận rủi. Theo trường phái phong thủy La Bàn, có 8 loại nhà được phân chia dựa trên hướng đối diện của căn nhà, từ đó người ta có thể vẽ được bản đồ vận may theo 8 hướng. Có 8 loại bản đồ vận may và vị trí của khu vực có năng lượng chết được tóm tắt ở bảng bên dưới. Bạn có thể dựa vào bảng này để xác định khu vực có năng lượng chết trong nhà mình và vận dụng các phương pháp được đề nghị ở đây, để chuyển đổi năng lượng khí của khu vực đó thành năng lượng sống động nhằm mang lại lợi ích cho những người sống trong nhà. Cách tính quái số. Hướng tốt và xấu của mỗi người thường được xác định dựa trên giới tính và ngày tháng năm sinh thông qua công thức quái số. Có 9 quái số, mỗi số trực thuộc nhóm hướng đông hoặc nhóm hướng tây. Để tính quái số, bạn thực hiện theo các bước sau. Nếu ngày tháng năm sinh của bạn nằm trong khoảng ngày 01 tháng 01 và 20 tháng 02 thì bạn cần phải kiểm tra lại năm sinh theo âm lịch. Nếu bạn sinh trước ngày Tết âm lịch, bạn phải lấy năm sinh dương lịch trừ 1 trước khi tính quái số. Ví dụ nếu bạn sinh vào ngày 07 tháng 02 năm 1964 thì bạn phải tính năm sinh của mình là 1963, bởi vì năm 1964 theo âm lịch bắt đầu vào ngày 13 tháng 02. Khi đã xác định chính xác năm sinh của mình, bạn có thể tính quái số theo công thức đơn giản sau đây. Cộng 2 chữ số cuối cùng của năm sinh. Ví dụ, nếu bạn sinh năm 1968 thì cộng 2 chữ số cuối, 6 cộng 8 bằng 14, rồi lấy 1 cộng 4 bằng 5. Nếu bạn là nam thì lấy 10 trừ đi số vừa cộng, do đó 10 năm bằng 5. Vậy quái số của bạn nam sinh năm 1968 là 5. Nếu bạn là nữ thì cộng thêm 5, do đó 5 cộng 5 bằng 10, rồi lấy 1 cộng 0 bằng 1. Vậy quái số của bạn nữ sinh năm 1968 là 1. Biện pháp sử dụng ánh sáng. Do hình dạng của ngôi nhà bị thiếu một góc, thì khu vực có năng lượng chết sẽ ở bên ngoài ngôi nhà. Trong trường hợp này, bạn nên đặt một ngọn đèn chiếu sáng ở góc bị thiếu đó. Điều này không quan trọng bằng trường hợp khu vực bị ảnh hưởng xấu nằm bên trong ngôi nhà. Chuyển đổi năng lượng chết. Nếu năng lượng chết không được chuyển đổi, những người sống trong khu vực bị ảnh hưởng của ngôi nhà sẽ chịu hội chứng thất bại. Dù đã cố gắng nhưng họ vẫn khó đạt được thành công. Năng lượng chết sẽ làm tiêu hao sức lực của họ, vì vậy, bạn cần phải dựa vào bảng dưới đây để xác định khu vực có năng lượng chết. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng nếu dựa vào những công thức phong thủy khác, nếu phát hiện thấy khu vực bị ảnh hưởng bởi năng lượng chết có sao phi tinh tốt hiện hữu thì các sao phi tinh này sẽ chuyển đổi một cách có hiệu quả từ năng lượng xấu thành năng lượng tốt. Nếu đó